mấy người chị bấm cho một bút cho em. Dạ rồi. 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 Rồi cho mấy đám nữ người nha. Diễn cái bình chữa cháy đi em ơi. Rồi. Diễn xong anh, diễn xong. Rồi. Rồi, anh Long ơi vô chung luôn. Ok, cầm đi. Hai ba rồi mọi người trước nha, hai rồi 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 ok trẻ rẻ là chúng tôi, vâng hãy múc chúng tôi tránh ra đi rồi 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 tuyệt vời. Cái tay hai cái đụng là sao? Cái gì? Tàu kiểu đó em, cái đó là như là mấy hoa hậu đó. Quá rồi. Đông Thiên Đức. Quá trời. Tạm biệt chương trình. Tạm biệt chị Như. Hẹn chị gặp lại ở một chương trình khác. Hẹn gặp lại chị một chương trình hề. Hề mắc cờ đúng. Mong là người ta sẽ bút hai đứa mình. Tại sao lý do tại sao phải bút cả trẻ rẻ đẹp, duyên dáng hề hước, năng lượng nguyên ngày. Siết cả ngày phải. Đúng. Sàn điên. Đẹp. Mặt trời đang mở là tụi em gì? Rẻ hơn mấy bạn sinh viên mới ra trường nữa. Thật sự. Tuyệt vời. Một số vậy tụi em thì 2 triệu. 2 triệu tính luôn mắc cúp. Tính luôn mắc cúp. Quần áo tự lo. Tự lo. Ok. Lấy đi chị ơi. Đó, ừ, vậy thôi bye bye mọi người nha. Bye. Về thôi. Về với vợ với con thôi. Đang ngoài phim trường. Xe lấy chưa? Bye bye mọi người. Sao em? Không đi về thôi mèo đâu. Siêu trợ lý ra, siêu trợ lý của mèo. Châu Đăng Khoa. Xe đâu? À, bây giờ là khoảng 12 giờ đêm. Chúng tôi đã tan ca, chúng tôi đã về. Sao chị? Em tự nói được. Chị có gì vui không? Ủa chị mua xe giống em á hả? Chị thấy xem dễ thương quá, qua bữa sau chị mua. Wow, trời ơi, em tưởng chị nghèo chứ. Trời ơi, ủa trời ơi, đạo diễn gì mà hèn hạ vậy anh ơi. Anh ơi, đâu phải Tết 30 Tết đâu mà anh lấy bông của chương trình anh về cho anh đạo diễn. Quá trời, ê đủ tuổi chưa lái xe vậy? Nhỏ kia. Trời ơi, đủ rồi. Ủa nó cho lên luôn rồi. Thấy ghê vậy. Sao nó ghê vậy? Xe ok không? Bye. Tạm biệt mọi người nhớ ủng hộ chương trình của Sexica. Mấy bữa nay thì Sexica quay tổng cộng là đóng cửa đi. Quá trời, nàng chân đi show luôn, nó bỏ Sexica luôn rồi mọi người à. Sexica quay tổng cộng là có một cái show gọi là gì quên này. Nhà ta là nhất. Bên cạnh đó là nhà ta là nhất là bên đài truyền hình quốc gia VTV3. Và bên cạnh đó là chương trình đấu trường âm nhạc ở miền Tây, bà con miền Tây. Đó. Đó mỗi năm là hả Lâm cố gắng để mà hả dành thời gian để mà làm phục vụ bà con miền Tây, Vĩnh Long. Tại vì hả miền Tây là nơi gọi là như là quê hương thứ hai của tôi vậy đó. Bà con miền Tây mê tôi nhiều. Đó, giờ là về tới Đồng Nai đó anh chị. Xong rồi đó. Ê hề đó. À, hôm nay chỉ đi một mình thôi. Chứ tài xế thôi. Chân AK này đi show rồi. Đi show này chân AK đồ show đồ nhiều lắm. Để coi được bao lâu. Bây giờ. Mấy bữa là quay nhà ta là nhất là Jessica ở khách sạn ở đây luôn á. Đó là nghĩa là sáng mà quay sớm á là Jessica gọi là ở khách sạn gần đây xong rồi sáng đi qua để mà làm thôi. Nhưng mà hôm nay thì quay chương trình này chỉ quay được một ngày thôi thì tối nay được về Đồng Nai mà ngủ.
trời ơi. Là phim trường Gò Vấp nha. Hôm nay thì hả, hành trình rực rỡ mời đi ăn nhưng mà cuối cùng đi không được. Có Isaac nè, rồi có ông Thúy Ngân nè, rồi cuối cùng là đi không được. Thôi bây giờ Sachika với ba mọi người nha, bây giờ là 23:49 rồi. Ngày mai thì Sachika sẽ có một cái event ở bên ngay chỗ chỗ nào hả? Bình Dương lận hả? Dữ vậy? Eon Bình Dương hả? Ngày mai Sachika sẽ có một cái event ngay chỗ Eon Bình Dương. Đó là từ Đồng Nai ghé Bình Dương, cho nên ngày mai bà con Bình Dương, Độc Lạ Bình Dương rồi này nọ, có thể qua gặp Sachika cũng như là này nọ, vui vẻ. Ngày mai Sachika sẽ hát sau bao nhiêu ngày tháng gọi là ra MV nhưng không đi hát. Không phải là không đi hát nhưng mà không ai mời đi hát cả. Thì ngày hôm nay đã có gọi là một đơn vị mời Sachika đi hát. Và hôm nay Sachika gọi là cái giọng nó hơi bị gọi là khan, nhưng mà ngày mai vẫn cố gắng để mà cháy hết mình cùng mọi người. Đối với Sachika là rất là trân trọng công việc, là rất là may mắn khi mà mình có công việc cho nên mỗi khi mà làm cái gì đó là mọi người thấy là hả, là làm bằng cả tánh mạng. Cho dù live stream thì hôm qua có live stream với Hằng Du Mục thì hả, chỉ là một buổi live stream bình thường thôi, nhưng mà thật sự rất là viral, cũng như là mọi người yêu quý hai anh em rất là nhiều. Hy vọng sắp tới và Sachika cũng như là Hằng Du Mục sẽ có những phiên live hơn đó. Đó, vậy thôi, hết rồi, không còn gì cả. Ngày mốt ở đâu biết không? Hình như là cũng ở đâu luôn đó. Ờ, đúng rồi, ngày mốt thì Sachika sẽ livestream với, cũng livestream với Hoa Hậu Nguyễn Trần Khánh Vân và Võ Tấn Phát và Diệp Lâm Anh và Gia Đình Bánh Bao và đó, nói chung là cảm ơn mọi người ủng hộ Sachika. Đúng rồi, những cái trang gọi là mạo danh này nọ như là fan hay ngày một đêm, fan của Lê Dương Bảo Lâm đồ này nọ đã bị đánh bật rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bữa Sachika có hứa là nếu như ai mà này nọ thì xuống quán của Vin sẽ được đợt 1 là giảm, đợt 1 là miễn phí nước 100%, đợt 2 là giảm 50% nước, thì Sachika sẽ thực hiện nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã yêu thương Sachika. Và bây giờ Sachika sẽ về quê hương Đồng Nai, chào Đông một người con rất hài. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, xin chào và hẹp lại. Tạm biệt. Quên, sẽ đây Sachika sẽ nhắc mọi người luôn là ngày mốt sẽ có rất là nhiều chương trình gọi là là có trúng vàng, trúng này nọ đó. Tại vì Sachika live trên một cái nhãn rất là lớn. Ngày mai là một cái nhãn mỹ phẩm rất là lớn. Ngày mốt là Loria Paris. Đó, cho nên là có rất là nhiều voucher. Mọi người nhớ yêu thương và ủng hộ Sachika nha. Đó, live với Toàn là danh hề. Và sẽ hứa là tiểu phẩm liên tục để cho mọi người vui, mọi người mắc cười. Đó, nó ban đầu thì hả, đó, nó không biết nói gì cả. Thì chỉ muốn thông báo với mọi người là này nọ, sắp tới thì Sachika sẽ đi quay 2 ngày 1 đêm. Đó, có rất là nhiều chương trình đang chờ đợi, cũng như là cống hiến hết mình để phục vụ mọi người. Nhà giọng của Sachika nay nó bị khang tới giờ rồi, nhưng mà Sachika gọi là quan niệm rằng thì không biết là mai mốt là mình có show nhiều hay không, cho nên mỗi lần có show là mừng lắm, cho nên là sẽ sẽ chơi hết mình và khô máu đó, cho dù gọi là này nọ nhưng mà vẫn cố gắng đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhớ yêu thương và ủng hộ Sachika nha. Bye bye mọi người, tạm biệt. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn, cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.